Well, now, really, when we go back then to falling in love and say it's crazy, falling, see? We don't say rising into love. There is in it the idea of the fall. And goes back, as a matter of fact, to extremely fundamental things. You've given yourself up. This is the most powerful thing that can be done. Surrender. See, and love is an act of surrender to another person. Total abandonment. I give myself. Actually, therefore, the course of wisdom is to let go, is to commit oneself, to give oneself up, and that's quite mad. That in madness lies sanity. Một ngày vẫn thế, vẫn lệ thề ngày xong đêm, vẫn chưa qua đủ 24 giờ, chẳng có chi để mong chờ. Từ ngày em đến, thấy đêm đen tàn nhanh hơn, sớm mai khẽ khàng êm ru, nghe đời ta như mơ. Từ ngày em bên anh nở ngây đã xua tan màn đêm nơi chân trời, và tiếng em anh mãi cất giữ cho trái tim không rời. Dù ngày mai sóng gió bao tô níu đôi chân của anh trên đường đời, anh sẽ yêu em đến tận cùng thời gian. Đi cùng anh từ khi bình minh vừa lên, để ta dìu nhau về những đêm buông mền nhoài. Và anh chẳng mong gì hơn để cho bình yên ngủ quên mỗi sớm bên em. Ngoài kia chẳng như là mơ, để anh nhiều khi chân như trẻ thơ sơ hay chỉ mong về nhà. Mình em anh mong chờ để mà vơi đi bao nhung nhớ. Trôi qua đó đêm dài thêm, em thì đang ngủ yên biết đâu đang mơ giấc mơ thần tiên. Về nơi chỉ có chúng ta đâu đó không có âu lo muộn phiền. Và anh đếm từng hơi thở em được bàn tay lên vén tóc, nhìn thật kỹ khuôn mặt nhiều lần em vào vai anh bật khóc. Nghe nhịp đập con tim về anh ba lần nghẹn ngào thổn thức. Những năm đã qua bỗng nhiên nhưng chỉ mới là thoáng qua một chốc. Này bình minh thấp thỏ đâu đó phía bên ngoài cánh cửa, riêng hôm nay có thể đến muộn để em bình yên thêm chút nữa. Cuộc đời này vàng bạc ngọc ngà với người có quý giá đến mấy, cho tới đổ lên thêm mấy phút em đang say giấc trong vòng tay. Ngày em bên anh